Các đơn vị địa phương tập trung triển khai các giải pháp chống ngập úng trên địa bàn trước tình hình mưa kéo dài, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả người dân thành phố trên 18 tuổi là nội dung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến với các sở ngành địa phương về việc triển khai ứng phó tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vào chiều qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì cuộc họp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương trên toàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, lưu ý những địa điểm có nguy cơ sạt lở để sơ tán người dân khi cần thiết, tổng rà soát ngay các điểm khu vực ngập úng trên địa bàn thành phố để xử lý triển khai kịp thời công tác thu dọn đảm bảo vệ sinh môi trường. Các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Chủ tịch thành phố yêu cầu ngành y tế tiếp tục triển khai kế hoạch xét nghiệm tiêm chủng đã được phê duyệt. Các địa phương lên phương án để chuẩn bị tiêm chủng diện rộng. Thành phố đặt mục tiêu tiêm phủ hết mũi 1 cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố từ 18 tuổi đến 65 tuổi trong thời gian sớm nhất. Đề nghị các quận huyện ngay bây giờ các đồng chí lập danh sách căn cứ vào cái dữ liệu dân cư mà ngành công an đã chuyển qua, những trường hợp nào đã tiêm mũi 1 rồi sẽ được tiêm mũi 2 theo kế hoạch. Nhưng những người nào chưa tiêm các từ 18 tuổi trở lên không phân biệt đối tượng, các đồng chí ngành lập danh sách và sẵn sàng để chúng tôi sẽ có kế hoạch trong nay mai. Người dân hiện nay, người dân chúng tôi quan tâm, có nhiều người nói là tôi trông đợi lắm, không biết là tôi khi nào, thì chúng tôi cũng trả lại là sẽ, nhưng cái sẽ nó sẽ gần chứ không phải sẽ mà sẽ trong lâu để cho người dân an tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ theo quy định. Các địa phương đẩy nhanh công tác hỗ trợ trên tinh thần, không ai bị bỏ lại phía sau. Các địa phương chúng ta khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ của thành phố đến với là người dân. Những người nào mà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chúng ta thì tất cả đều hướng cái sự hỗ trợ của chúng ta, đặc biệt là có 500 ngàn tới đây. Kể cả các em học sinh, sinh viên, những người lao động không có hộ khẩu trên này, và chúng ta là phát theo hộ chứ không phải theo nóc nhà. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện nghiên cứu dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn tại các trường học đang chọn làm cơ sở cách ly tập trung. Nếu tình hình dịch bệnh ổn định trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét phương án cho học sinh đi học trở lại trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.